Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viếng, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Quang nghênh về nhà. Ai vậy? Là con. Hiếu Hiếu là con sao? Quang nghênh về nhà. Con cảm ơn mẹ. Hiếu Hiếu, khi nãy mẹ hỏi ai vậy? Sao em không trả lời tên họ vậy? Hả? Anh làm sao biết được vậy? Anh có thi tiểu pháp thuật trên cửa nên anh có thể nhìn thấy được. Anh thật lợi hại. Hiếu Hiếu, cho dù người nhà hỏi em là ai thì em cũng nên trả lời tên họ của mình. Đây không chỉ là thái độ cẩn thận mà còn là sự cung kính. Được rồi, em biết rồi. Hiếu Hiếu, Tiểu Hòa đang ở ngoài cửa tìm con đó. Con biết rồi mẹ, con ra ngay đây. Hiếu Hiếu, mình trả lại dụng cụ học tập cho bạn. Cảm ơn bạn đã cho mình mượn. Tiểu Hòa, vào trong nhà mình nghỉ ngơi một lát đi. Ừ, được. Hả? 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 Ai vậy? Là em nè. Hả? 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 Con nhỏ tuổi như vậy mà đã ăn trộm đồ. Con không phải là kẻ trộm đâu. Con nói không phải sao? Đồ cầm trên tay ngươi chắc chắn là vừa mới trộm được. Đây chính là dụng cụ học tập của con mà. Hả? Các ngươi quen hắn không? Là anh nè. Sao mấy em lại không nhận ra anh vậy? Nếu chúng có thể làm chứng cho ngươi thì ta tự nhiên sẽ đưa ngươi trở về. Con không phải là kẻ trộm, thật sự không phải mà. Hiếu Hiếu, chúng ta vẫn nên mau đi tìm dụng cụ học tập của bạn đi. Bút gì? Gom, kem ơi, ra đây mau đi. Mình thấy được bút gì rồi. Bút gì ơi, đừng trốn nữa. Kem ơi, ra đây mau đi. Nếu kem mà còn không chịu ra đây, anh sẽ không cần có em nữa đâu đó. Hiếu Hiếu, bình thường bút gì gom luôn giúp đỡ bạn, bạn không nên nói như vậy. Nhưng bọn chúng trốn đông trốn tây, ta làm sao về nhà được đây? Nhìn bạn gấp gáp như vậy nhất định sẽ dọa các em ấy sợ. Mình biết rồi. À, Hiếu Hiếu, mình tìm thấy bút chì của bạn rồi. Hả? Ừ. Hả? 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 Ngoan, không được chạy lung tung nha. Hiếu Hiếu mau tới đây. Thứ của bạn hình như ở đây nè. Đến đây. Anh là ai? Đúng vậy, tại sao anh lại dọa em, còn muốn bắt em nữa? Hả? Là anh nè. Kem là bút chì và gom của anh mà.
Hiếu Hiếu, mình cảm thấy cho dù là đồ của bạn cũng nên nói cho chú biết tên họ của bạn mới được. Nếu không, chú cũng không cách nào phân biệt được ai với ai đâu. Các em ơi, anh là Hiếu Hiếu, mấy đứa còn nhớ anh không? Anh ấy nói anh ấy là Hiếu Hiếu. Mình thấy không ổn. Hỏi tiếp xem, hỏi tiếp xem. Bút chì và gom, hai đứa là một bộ, là ông nội tặng cho anh. Còn em Thước, hôm kia trong tiết học toán, nếu không có sự giúp đỡ của em thì anh sẽ không dễ được hình học. Đúng đúng đúng, anh ấy là Hiếu Hiếu. Anh ấy chính là Hiếu Hiếu của chúng ta. Hiếu Hiếu, chúng ta mà đi nói với sư tử đá đi. Sư tử đá ơi, con là Hiếu Hiếu, chúng có thể chứng minh cho con. Nhờ các em đó, hãy nói sư tử đá biết anh không phải là kẻ trộm đi. Sư tử đá ơi, anh ấy không phải là kẻ trộm, anh ấy là Hiếu Hiếu. Anh ấy là Hiếu Hiếu, anh ấy là Hiếu Hiếu. Đi theo ta. Bây giờ chúng ta sẽ thi pháp để đưa các con trở về. Bồ đoàn này chính là lối ra, cho nên nhất định phải ngồi cho vững. Mau nhắm mắt lại. Mau đứng dậy. Có phải con đã chạm lung tung vào bồ đoàn không? Khi nãy con tìm cục gom. Con không biết hai loại bồ đoàn này có chỗ khác nhau sao? Bên trái là lối vào, bên phải là lối ra. Con thực sự không biết mà. Vậy ông phân lại lối vào và lối ra không phải là được rồi hay sao? Vậy con nói cho ta biết hai cái này có gì khác nhau. Con làm loạn lên rồi, ta làm sao mà phân biệt được chứ? Hả? Sư tử đá, giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Vậy thì con chỉ còn cách vĩnh viễn ở lại đây cùng ta thôi. Là ai vậy? Tiểu Sủng Ca, anh ở đâu vậy? Mau tới giúp em đi. Hiếu Hiếu, bây giờ chỉ có em mới giúp được chính em thôi. Vậy em phải làm sao đây? Hiếu Hiếu, em có biết tại sao chúng ta phải đặt tên không? Là để cho mọi người biết chúng ta là ai hả? Càng quan trọng hơn là để chúng ta ghi nhớ bổn phận của chính mình. Sư tử đá ở đây có được pháp lực là bởi vì họ luôn làm tốt bổn phận bảo vệ gia đình này. Hiếu Hiếu, làm tốt lắm. Bản thân là một thành viên trong gia đình, bảo hộ gia đình cũng là bổn phận của em. Chỉ cần em làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ giống như sư tử đá có được pháp lực. Các người là ai? Tại sao không cho ta vào trong? Ta là sư tử đá trấn thủ gia đình này. Ta là Hiếu Hiếu, bảo hộ gia đình là bổn phận của ta. Các ngươi là ai vậy? Ta là gió cát, để cho ta vào. Ta sẽ mang đến không khí tươi mát trong lành cho gia đình này. Đợi một chút, gió có thể mang tới không khí tươi mát trong lành, nhưng mà cát bụi sẽ mang tới ô nhiễm. Gió cát bên ngoài kia, chúng ta chỉ có thể để gió tiến vào, nên mời ngài lưu lại cát bụi ở bên ngoài đi. Nhưng mà bản thân ta không cách nào lưu lại cát bụi được. Điều này ngươi yên tâm, chúng ta có thể dùng pháp lực giúp ngươi. Nhưng mà con không có pháp lực. Nhìn tay của con xem. Bây giờ con đã có pháp lực rồi. Làm theo động tác của ta, chúng ta cùng nhau tách gió và cát ra. Cảm ơn mọi người. Cũng cảm ơn ngài đã mang đến không khí tươi mát trong lành. Được rồi, bây giờ con đã có pháp lực. Bây giờ ta phải đưa con về nhà. Con phải đưa huynh đệ của ta trở lại. Lại loạn rồi, phải làm sao bây giờ?
sư tử đá, đây chính là bồ đoàn mà ông ngồi. Làm sao con biết được đó là bồ đoàn ta từng ngồi? Ông xem, bên trên có dấu vết nè. Hiếu Hiếu, quan nên về nhà. Ai vậy? Mẹ ơi, Hiếu Hiếu trở về rồi. Dì ơi, còn có con, Tiểu Hòa. Các bạn nhỏ ơi, người hỏi ai phải nói tên, đáp ta tôi, không rõ ràng. Khi người khác hỏi chúng ta là ai, nhất định phải trả lời họ tên để người khác biết. Đây không những là sự lễ phép và cung kính, mà đồng thời càng khiến chúng ta ghi nhớ bổn phận của bản thân. Cho nên chúng ta cùng nhau nỗ lực làm tốt nha. Tạm biệt.